Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper, bày tỏ ấn tượng sâu sắc về những thành tựu phát triển, vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, những phát triển của quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua. Hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa trong thời gian tới, trong đó có những lĩnh vực mới như ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Đại sứ Mark Knapper khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và thúc đẩy quan hệ hai nước dựa trên cơ sở tôn trọng các thể chế chính trị của nhau. Đại sứ sẽ nỗ lực để góp phần vào sự phát triển của quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đại sứ Mark Knapper nhận nhiệm vụ quan trọng mới ở Việt Nam, trao đổi Việt Nam chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Trước hết là nhờ vào đường lối đối nội, đối ngoại đúng đắn. Tổng Bí thư hoan nghênh sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian qua, trên tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai, khẳng định Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Trong đó, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư đề nghị Đại sứ Mark Knapper tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ giữa hai nước và nhiều thành công trong nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam. Nhân dịp ông Emmanuel Macron được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Pháp nhiệm kỳ 2022-2027, ngày hôm nay ngày 25 tháng 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng. Quân khu 1 cần thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là yêu cầu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1 vào chiều nay. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí, bản lĩnh, quyết tâm và những thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch nước nêu rõ, với tình hình an ninh chính trị trên thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân khu 1 cần nắm vững tình hình, phối hợp chặt chẽ, trên dưới một lòng, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường nắm tình hình, nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra, chủ động phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời, phát hiện mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để bảo vệ vững chắc từng tấc đất của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào. Tập trung xây dựng đảng bộ quân khu 1 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Trong đó kể cả việc bảo vệ nội bộ, kể cả bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh quan điểm sai trái, rồi xây dựng, bảo đảm lực lượng của chúng ta, của quân khu, thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với đảng, của Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu để đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Cái này nó rất quan trọng, không chỉ là công chí làm trong nội bộ chúng ta đâu, mà công chí phải nắm tình hình ở các trên địa bàn để chúng ta đề xuất những biện pháp, báo cáo những biện pháp để mà làm cho cái công tác chính trị, tư tưởng nó luôn luôn là một khối thống nhất. Chủ tịch nước đề nghị Quân khu 1 cần tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng gắn với việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, chủ động tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng nhằm xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển thực chất, ổn định và bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác phát triển kinh tế xã hội của nhân dân hai nước. Tiếp tục bồi dưỡng, luyện tập nâng cao trình độ, khả năng chỉ huy hiệp đồng tác chiến quân binh chủng, nâng cao khả năng cơ động tác chiến, khả năng vận dụng các hình thức chiến thuật, nắm vững địa hình, phát huy nghệ thuật quân sự Việt Nam trong bối cảnh mới. Sáng nay tiếp tục phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu báo cáo thẩm tra về thực hành chống lãng phí phải đầy đủ mà tập trung vào một số vấn đề lớn với địa chỉ cụ thể. Bởi theo Chủ tịch Quốc hội, nếu chung chung không rõ địa chỉ cơ quan, ban ngành, đơn vị nào, cứ kiểu ba xôi hai lạnh thì ra Quốc hội không động lại gì. Việc các cơ quan Quốc hội không dám điểm tên chỉ mặt chính là một phần nguyên nhân khiến những tồn tại trong đầu tư công trở thành căn bệnh trầm kha. Chủ tịch Quốc hội đánh giá năm 2020 cũng có dịch COVID-19, nhưng giải ngân đạt 98%, trong khi năm 2021 chỉ đạt 83%. Nguồn vốn ODA có những lúc không giải ngân được đồng nào. Tới đây năm 2022-2023 còn 347.000 tỷ. 3 tháng đầu năm 2022, giải ngân đầu tư công cũng chỉ đạt 11%. Chậm tiến độ giải ngân đầu tư công sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực nhà nước. Chính vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan thẩm tra nói thẳng trong báo cáo và các kiến nghị đối với chính phủ cũng phải kiến nghị thẳng. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức và làm việc tại Lào từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 4, chiều ngày 25 tháng 4 tại thủ đô Viên Chăn, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương và đoàn đại biểu đã lần lượt được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sĩ Xu Lít, Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổm Phon Phôn Vi Hẳn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Chăn Xạ Mòn Chăn Nhạ Lạt tiếp thân mật. Các đồng chí lãnh đạo Lào đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm và làm việc tại Lào của đoàn đại biểu cấp cao Ban tuyên giáo Trung ương và đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn, hợp tác đào tạo cán bộ, nhất là đào tạo cán bộ kế cận các cấp của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động thiết thực có ý nghĩa với nội dung sâu sắc, phù hợp và có sức lan tỏa để kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào năm 2022. Trước đó, sáng ngày 25 tháng 4, đoàn đại biểu cấp cao Ban tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương dẫn đầu, đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Ban tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khăm Phăn Phở Nhạ Vông, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn. Kết thúc cuộc hội đàm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Khăm Phăn Phở Nhạ Vông đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Ban tuyên giáo Trung ương Đảng và Ban tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2022-2026. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với một số bộ ngành về việc tháo gỡ bất cập hiện nay về điều kiện nhập cảnh, khai báo y tế tại sân bay. Đại diện các Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng hành khách xếp hàng dài để nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân được chỉ ra là do ùn ứ ở khâu khai báo y tế, kiểm tra giấy tờ liên quan kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, Bộ đang lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan về vấn đề này. Hiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên người nhập cảnh vẫn cần phải khai báo y tế, nhưng thủ tục sẽ đơn giản và ứng dụng công nghệ tối đa. Bên cạnh đó, Bộ Y tế sẽ cập nhật những điều kiện nhập cảnh, hướng dẫn khai báo y tế điện tử đối với người nhập cảnh vào Việt Nam lên cổng thông tin điện tử của Bộ, đồng thời đề nghị Bộ Công an đưa lên trang web của Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc thực hiện vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh các văn bản quy định điều kiện nhập cảnh, khai báo y tế điện tử phải hướng dẫn cho người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài rõ ràng, đầy đủ, cụ thể và dễ thực hiện. Cũng tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các bộ ban ngành liên quan đã thảo luận và đưa ra các giải pháp cho những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu, cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Sáng nay, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề Kinh tế Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022, ổn định kinh tế vĩ mô và lành mạnh tài chính trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và công bố ấn phẩm đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2021. Dưới sự tác động của đại dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam đang đối diện với nhiều rủi ro, bất ổn vĩ mô và bất ổn tài chính, khiến cho quá trình ứng phó với đại dịch và phục hồi kinh tế trở nên khó khăn hơn. Lạm phát có nguy cơ gia tăng do yếu tố chi phí đẩy và chính sách nới lỏng tiền tệ kéo dài. Trong khi đó, dư địa chính sách tài khoá hạn hẹp hơn, thu ngân sách khó khăn khi kinh tế suy giảm. Những điều đó khiến quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế năm 2022 sẽ gặp nhiều khó khăn, dù chúng ta đang có nhiều cơ hội trong việc hội nhập kinh tế thế giới. Tôi cho rằng là nền kinh tế của chúng ta phát triển dưới mức tiềm năng là chỉ đạt cái tốc độ tăng trưởng
2,5%, 2,8% là thấp nhất trong mấy chục năm vừa qua. Thì bên cạnh yếu tố khách quan thì cũng có những cái yếu tố chủ quan nhất định. Trên đà phục hồi như thế thì chúng ta gặp ngay phải những bất ổn của thị trường tài chính. Và đấy là một cái dấu hiệu mà có thể nói là một yếu tố cũng tác động không thuận đến cái tăng trưởng kinh tế của 2022 cũng như là ổn định kinh tế vĩ mô của chúng ta. Theo các chuyên gia, để ổn định kinh tế vĩ mô và lành mạnh tài chính trong năm 2022, dư địa chính sách cần hướng nguồn lực ưu tiên đến khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có ảnh hưởng lan tỏa đến nền kinh tế, tập trung giải pháp cho các thị trường tài khoá, tiền tệ, chú trọng chuyển hướng các dòng vốn tín dụng vào các khu vực sản xuất và các nền kinh tế thực thể, kiểm soát chặt tăng trưởng nóng ở các thị trường tài sản. Hôm nay, tỉnh Nam Định đã tổ chức khởi công giai đoạn 2 dự án tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Công trình là tuyến giao thông huyết mạch và mở ra cơ hội phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là kinh tế biển của tỉnh Nam Định. Tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình có tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2 là hơn 2.400 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến là 46 km, đi qua 16 xã của hai huyện Ý Yên và Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Điểm đầu tại nút giao Cao Bồ giữa đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình với quốc lộ 10 tại huyện Ý Yên, điểm cuối tại trạm đèn biển Lạch Giang thuộc huyện Nghĩa Hưng. Dự án sau khi hoàn thành sẽ tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông đường bộ nối liền hai huyện Ý Yên và Nghĩa Hưng, tạo tiền đề cho việc khai thác và sử dụng có hiệu quả quỹ đất kết nối vùng kinh tế biển của tỉnh Nam Định với cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, tăng sức cạnh tranh và thu hút đầu tư, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nam Định và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng. Sáng nay, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công nhà lưu trú cho công nhân tại khu chế xuất Linh Trung 2, thành phố Thủ Đức. Dự án nhà lưu trú cho công nhân đặt tại lô 85A42, khu chế xuất Linh Trung 2 do công ty cổ phần đầu tư xây dựng sản xuất dịch vụ du lịch Thiên Phát làm chủ đầu tư. Dự án được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đã đưa vào sử dụng 350 căn hộ. Hiện dự án tiếp tục khởi công giai đoạn 2 với 360 căn hộ, có diện tích từ 25 đến 70 m2, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.000 công nhân. Tổng mức đầu tư dự kiến là 408 tỷ đồng, thực hiện trong thời gian 24 tháng. Dự án góp phần tăng quỹ nhà ở cho công nhân khu chế xuất Linh Trung 2, cải thiện chỗ ở cho người lao động. Chiều nay ngày 25 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nam Định đã công bố các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Giám đốc và 4 cán bộ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định về tội vi phạm quy định trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Định phê chuẩn. Ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định bị khởi tố bắt tạm giam 4 tháng. Ông Vũ Ngọc Tuyên, Kế toán trưởng bị khởi tố bắt tạm giam 3 tháng. Bà Vũ Khánh Vân, Trưởng khoa Dược Vật tư Y tế bị khởi tố bắt tạm giam 4 tháng. Bà Phạm Thị Nga, Trưởng khoa Dược bị khởi tố bắt tạm giam 4 tháng. Cùng về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 222 Bộ Luật Hình sự. Riêng bà Vũ Thị Ngọc Thanh, Phó Trưởng khoa Xét nghiệm bị khởi tố bắt tạm giam 4 tháng về tội tham ô tài sản, quy định tại Điều 353 Bộ Luật Hình sự. Chiều tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can trên. Theo tài liệu của Công an tỉnh Nam Định, trong 2 năm 2020 và 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định đã ký 5 hợp đồng mua sinh phẩm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và đã thanh toán cho công ty này hơn 23 tỷ đồng. Quá trình đấu tranh làm rõ, các cá nhân đã nhận tiền hoa hồng 1,25 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tàn phá gần 400 ha rừng tại Đắk Lắk, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã lập đoàn công tác thị sát hiện trường, đồng thời làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Ea Súp, nơi để xảy ra vụ án hủy hoại rừng nghiêm trọng. Trước tính chất mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ án hủy hoại gần 400 ha rừng xảy ra tại tiểu khu 205-222 trên địia bàn xã Gia Tâm Mốt, huyện Ea Súp, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra thực tế tại hiện trường, yêu cầu các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất để đưa ra xét xử.
trong thời gian ngắn nhất, sớm nhất chúng ta phải điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh các cái đối tượng và không có vùng cấm trong cái việc này, để từ đó chúng ta rút kinh nghiệm, phải tăng cường hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong các cái giải pháp, cũng như phải kiến nghị có những cái nguồn lực, có những cái cơ chế để chúng ta có thể quản lý bảo vệ rừng một cách ổn định, lâu dài, có hiệu quả. Ngoài vụ án hủy hoại gần 400 hectare rừng tại xã Gia Tờ Mốt, trong 4 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện Esup cũng phát hiện thêm 4 vụ hủy hoại rừng khác. Hầu hết các vụ phá rừng chưa xác định được rõ đối tượng. Đây là những tồn tại, yếu kém, thậm chí có dấu hiệu buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương trong việc để rừng bị tàn phá trong thời gian dài, nhưng không có biện pháp ngăn chặn xử lý. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của cấp ủy và lãnh đạo đối với toàn bộ hệ thống chính trị để tập trung công tác quản lý bảo vệ rừng, chấn chỉnh những cái ở những nơi có dấu hiệu buông lỏng, quản lý không chặt chẽ để xảy ra cái tình trạng phá rừng ở trên diện rộng. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, theo tinh thần chỉ thị 13 của Ban Bí thư, tỉnh Đắk Lắk đã chọn huyện Esup làm điểm trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Theo đó, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, tập thể, cá nhân có dấu hiệu buông lỏng quản lý để rừng bị lấn chiếm và xử lý triệt để, không có ngoại lệ. Vào sáng sớm nay ngày 25 tháng 4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng may của một hộ dân ở thôn Vân, xã Hợp Thành, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, đã khiến cho một nạn nhân tử vong. Tổng diện tích xảy ra cháy là khoảng 295m2 nhà xưởng. Vụ cháy xảy ra vào 3 giờ 20 phút sáng, ngay khi nhận được tin báo cháy xảy ra tại xưởng cắt vải nhà ông Nguyễn Đức Văn, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động 5 xe chữa cháy của Công an huyện Mỹ Đức, huyện Ứng Hòa, cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy. Khu vực cháy là xưởng sản xuất cắt vải có quy mô 1 tầng, do chất cháy chủ yếu là nguyên liệu, vải may mặc, dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc, vận tốc cháy lan nhanh. Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo các mũi khai thác nguồn nước cách cơ sở 10 mét để tổ chức triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận, đồng thời chỉ đạo các lực lượng công an xã, lực lượng cảnh sát giao thông, dân phòng, tổ chức phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh trật tự khu vực xảy ra cháy. Đến 5 giờ 30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn, vụ cháy đã khiến một nạn nhân tử vong là con trai ông Nguyễn Đức Văn. Bây giờ sẽ là thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua trên địa bàn thủ đô. Ngày hôm nay, thành phố tiếp tục không ghi nhận ca tử vong mới. Thông tin chi tiết sẽ có ngay sau đây. Thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 941 ca dương tính mới, trong đó có 270 ca ngoài cộng đồng, 671 ca đã được cách ly. Những ca bệnh này phân bố tại 255 xã, phường, thị trấn thuộc 30 trên 30 quận, huyện, thị xã. Các quận huyện có nhiều ca bệnh trong vòng 24 giờ qua, đó là Hoàng Mai 114 ca, Nam Từ Liêm 84 ca, Hà Đông 64 ca, Sóc Sơn 58 ca và Bắc Từ Liêm 58 ca. Ngày hôm nay không ghi nhận ca tử vong. Cộng dồn số ca mắc từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 1.542.194 trường hợp dương tính. Cùng với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng bảo đảm mọi người dân đều phải được hưởng thành quả của sự phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hôm nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã công bố các chương trình an sinh xã hội và trao tặng 65 xe cứu thương cho các địa phương. Các chương trình an sinh xã hội BIDV cho cuộc sống xanh bao gồm trồng 1 triệu cây xanh, xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ và nước ngọt cho cuộc sống xanh. Hướng đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, BIDV sẽ triển khai trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 5 năm từ năm 2022 đến năm 2026 trên phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung tại 45 tỉnh thuộc 4 khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, triển khai chương trình nước ngọt cho cuộc sống xanh tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long với kinh phí 5 tỷ đồng một năm, đồng thời tài trợ xây 10 nhà cộng đồng tránh lũ tại các địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng do thiên tai lũ lụt. Hanabank cũng đã trao tặng 40 tỷ đồng cho chương trình. Cũng tại sự kiện, BIDV đã trao tặng 65 xe cứu thương cho các cơ sở y tế tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, giúp các cơ sở y tế tại địa phương, nhất là những cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe nhân dân.
trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đạt được nhiều thành tựu vô cùng to lớn và vẻ vang. Để đạt được những kết quả đó, Đảng đã phải thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mình, đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ lịch sử cách mạng. Trong đó, việc dựa vào dân để xây dựng và chỉnh đốn được Đảng ta hết sức quan tâm và thực hiện nhất quán. Xin mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi phóng sự sau đây. Là địa bàn có khu tái định cư, dân số đông nên việc quản lý an ninh trật tự và dân cư ở chi bộ tổ dân phố số 34, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội gặp không ít khó khăn. Với chủ trương xác định theo vị trí địa lý của từng khu vực để có những định hướng cho các cấp ủy chi bộ, quận ủy Hoàng Mai đã chỉ đạo cho các chi ủy, đảng ủy trên địa bàn luôn sát dân, gần dân, vì dân, lắng nghe và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng để đáp ứng nhu cầu của người dân. Việc gần dân, sát dân là rất quan trọng, làm sao tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân và đáp ứng được những cái mong mỏi của họ, tạo được niềm tin của bà con. Đẩy mạnh công tác dự báo, nắm tình hình cơ sở, định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm cũng là cách mà quận ủy Hoàng Mai dựa vào dân để xây dựng đảng vững mạnh. Xây dựng phong cách trọng dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân. Và từ cái học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì mỗi cán bộ đảng viên sẽ xây dựng cho mình một cái phong cách làm việc, một cái văn hóa làm việc, đáp ứng được cái yêu cầu ngày càng đổi mới và hội nhập sâu rộng. Chủ trương dựa vào dân để xây dựng chỉnh đốn đảng là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của đảng ta ngay từ khi mới thành lập. Đặc biệt trong nội dung văn kiện Đại hội 13 của đảng và Hội nghị Trung ương 4 khóa 13, chủ trương dựa vào dân để xây dựng đảng đã được thể hiện ngày càng cụ thể rõ ràng hơn. Đại hội 13 lần đầu tiên chúng ta đưa vào trong văn kiện một cái câu rất hay, đó là gì? Lấy hạnh phúc của người dân là mục tiêu phấn đấu của đảng. Và trong cái phương châm vì dân ấy, thì trước kia chúng ta nói 4 nội dung là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Thì bây giờ chúng ta bổ sung là dân giám sát và dân thụ hưởng. Có nghĩa là mọi thành tựu của đảng trong cái quá trình cách mạng thì đều là dựa vào dân. Tuy nhiên, trong thực tế, việc thực hiện công tác này vẫn còn có những khó khăn, hạn chế, đòi hỏi cán bộ đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải nâng cao nhận thức về tính chất cũng như tầm quan trọng của công tác này. Bác căn dặn cái điều đó rất rõ, phải lắng nghe ý kiến của dân, bàn bạc với dân, dân cho là đúng, thì mình cũng phải suy nghĩ một cách nghiêm túc, và dân bảo là sai, chủ trương này là sai, thì cũng phải suy nghĩ một cách nghiêm túc, thảo luận, công khai với dân. Năng lực, phẩm chất của mỗi cán bộ đảng viên có ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín danh dự của đảng, đến mối quan hệ đảng-dân và niềm tin của nhân dân đối với đảng. Vì vậy, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, thực sự trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm và biết phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân.